chương trình Hoa hậu và Nam Vuong người Việt thế giới lần thứ 5 với nhiều tiết mục sôi động, hào nhoáng, rực rỡ sắc màu với các phần thi trang phục dạ hội, bikini, ứng xử của các thí sinh nam nữ người Việt trên toàn thế giới. Kính mời quý khán giả nhớ đón xem trên Sài Gòn TV 55.3 bắt đầu lúc 7 giờ tối Chủ nhật 27 tháng 3 2016 và phát lại lúc 7 giờ tối thứ Hai 28 tháng 3 2016. Kính mời quý khán giả đón xem.